hát đi. Mỗi một con mấy bà ơi bà, hát đi. Cháu yêu bà lắm. Hát tiếp. Bà trắng, bà trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu lắm bàn tay. Khi cháu vâng lời, cháu biết bà vui. Hello. Từ từ đã nha. Hát tiếp đi. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Bác bà trắng, bà trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu lắm bà bay. Giờ trắng lúng mũi cả. Như mây, cháu yêu bà, cháu lắm bà bay. Khi cháu vâng lời, cháu biết bà vui. Cháu như mây, cháu yêu bà, cháu lắm bà tay. Khi cháu vâng lời, cháu biết bà vui. Khi ông mặt trời rung rọi, đàn chim hòa vang tiếng hát, niềm vui bao la mẹ bao. Vầng trăng lên cao luôn sáng luôn màu. Ôi con gà rừng nào hay đâu đây, em nghe đón mình niềm vui đông đầy. Ôi con gà rừng nào hay đâu đây, em nghe lòng trời mặt trời lên đèn anh đèn cùng. Kể đi, kể chuyện cho bố nghe nào. Xưa kia có một nhà vua có một cô con gái xinh đẹp và đáng yêu. Gần cung điện có một cây cổ thụ nghìn năm. Dưới cây cổ thụ có một chiếc giếng cũ. Nàng công chúa nhỏ thường hay đến đây chơi bóng. Một lần ném quả bóng lên nhưng nàng công chúa không bắt kịp nên nó bị rơi xuống giếng. Nàng công chúa không biết thương tâm, đừng khóc nàng công chúa nhỏ. Tôi sẽ giúp nàng nhặt quả bóng lên, nhưng nàng phải đồng ý với tôi một điều kiện. Có một tiếng nói ở thành giếng. Nàng công chúa quay đầu lại nhìn chỉ là một chú ếch. Điều kiện gì? Nàng công chúa hỏi. Tôi muốn làm bạn với công chúa. Hàng ngày ngủ cùng công chúa, ăn cơm và ngủ cùng công chúa. Chú ếch nói nàng công chúa chỉ nghĩ đến quả bóng vàng nên vội vã nói, được, tôi đồng ý hết. Hãy mau vứt quả bóng cho tôi. Cầm được quả bóng, nàng công chúa quay chân. Hôm qua chị chính chị mẹ là cắt cho mẹ chị. Hôm qua mẹ mẹ là hôm qua cắt cô giang. Xong rồi cắt cô giang. Cắt cô giang đống tù. Thế ạ? Con có quý bố không? Bố con như mẹ. Bố con. Đâu sao? Con nói cho bố con quay à? Không, bữa tí nữa con nói cho bố con quay kìa. Đau mẹ, nói cho bố con quay. Bố Quỳnh, chị Trinh, bố Quỳnh làm sao? Bố Quỳnh nhập ra nhất thành phố. Kiểm tra nhất thành phố. Bà chăm lắm bàn tay. Cháu vâng là em muốn Phật. Con là cô. Con làm sao? Con trên quà, con trên muối, con trên bò, con trên muối, con trên bò, con trên bè. Chị về nhá, ai đến một tính nhà em tiếp nhá, bye bye. Chị đi về đi. Con yêu bò. Rồi ôi, mày lại bắt. Lại hôm nay con này nó đẹp. Nó còi. Kiếm nước kính to cho con. Kiếm mau lắm. Đợi nhá, cái lấy cái này nhá. Kính này còn vừa tiền. Con ơi. Con lại đòi cái này cơ. Nè bố chụp ảnh cho con bố. Chụp ảnh gì, ngồi đi chơi đi. Hai chị em chơi đi, bố ngồi đấy. Này, đây nhá,
mình không đeo mình chỉ giả lại được nhá. Tổng cộng cái đấy, ơi chị ơi, cái đấy là 950. Chị mẹ tiền vàng. Ủa chị ơi, 1 đồng rơi kìa. Ôi chết rồi. Chị nữa thì mất đồng 500 nghìn nhá. 500 đưa một người lên 1 triệu em giả lại 25 nghìn. Đây em đã trả lại tiền lẻ nhá. Đây. Em phải đưa tiền. Thôi, cho con em cái gì này nào. Cho vậy con thôi. Em phải em phải. Thôi chị cầm tiền về. Nhưng mà em phải cho con em 1 đồng. Đói hỏi mày. Còn cho nữa. Đây. Đây. Thôi. Thôi, cầm lấy. Không. Cầm lấy đấy. Em chơi chứ. Nó chiêu lấy hết tiền. Thì hai chị em chia nhau đây, chơi. Đây chia cho. Ở đây chia cho. Ơ của tôi, chỗ này là của tôi.
đi. Hai tư nghìn. Hai tư nghìn. Hai năm nghìn. Hai bốn nghìn. Đây của chị cần đồng 500, 24 nghìn, 25 nghìn, 24 nghìn đâu? 24 nghìn đây này. 500 đây bà ơi. Bà ơi, thôi tôi đi về. 500 đây mà 24, 25 nghìn. 500 nghìn đây. Dạ. Chị mua cái em đi kính nào? Cái kính màu xanh của chị là 50 nghìn. Thì em giả chị là 450. Cái kính này. Ờ em giả chị là 450. 500. Thì chị mua cái kính 50 nghìn thì em không giả chị 450 à? Lẫn à? Đây. Này. Giả toàn tiền lẻ nhá. Chị hướng rồi nhá. Này. Ăn lấy đây cay đây. Trong ra tiêu. Mua cái này nhắm. Ăn cái này đẹp mà. Ờ, cắn miếng đây. Ra cô cho cắn miếng hoa tiêu không? Đây là tiêu đây. Đây là tiêu này, cắn được là không có. Đây. Đây, cắn đâu có. Đây cắn đi, cắn. Ra chơi đi, ra chơi đi. Thầm nó hoa thơ mà cay lắm. Triệu rưỡi. Đây, 1 triệu này. Đi mua nem. Triệu rưỡi. Đi mua nem 400 nghìn. Em bán rồi. Đi quả. Bắt vợ trên tay. Như muốn ăn như mình đang vứt chứ. Như cứ tối bố như ăn mà như không vứt đấy. Ăn thì phải đi vứt. Mang đi đâu? Đi vứt đi. Không vứt là cho nhị lại ăn rồi đấy.
tốt là thằng hơi xong nó sẽ đi ra xiên sơn. Anh em ơi, cá vất cày. Đây đây đây. Cái này là những cái gì đây bố? Tiêu đấy. Tiêu. Đây cơ mà giờ. Cái đen là tiêu đấy. Ôi, ngồi ra đấy đi, ngồi đến chơi đi. À, cho em chơi đi. Cắn ngươm cay đấy. Không cay ạ. Không lưng nữa ở nhà rồi. Chơi không đi xe không? Chơi không đi xe ai ạ? Cô đàn anh. Cô đàn anh chở cái lưng đi. Như hát thì cho với Phương nó nghe nào. Chơi Long An nha. Hả? Như Bảo Long cái gì? Như Bảo Long nhớ chị không? Các bạn hát một bài. Long nhớ chị không? Tạm biệt búp bê thân yêu. 2, 3. Tạm biệt búp bê thân yêu. Tạm biệt câu mì xà nha. Tạm biệt cô trắng xinh xinh. Mai em vào lớp 1 rồi. Nhớ lắm. Quê xa trường, trường mầm non thân yêu.
Ngày 2, 3. Thôi bạn ơi, cùng nhau lắng nghe hai con giống xuông ngày xa thì thào, tiếng đàn ca vừa đùa dưới luôn. Tiếng nhà trong vui chúa thì thào. Thôi bạn ơi, dừng chân chút đi, con nhìn thấy đàn chim câu xanh. Nhanh người năng bày về dưới luôn, luôn mực năng đùa dưới thì thào. Thôi bạn ơi, cùng nhau lắng nghe tiếng giống xuông ngày xa thì thào, tiếng đàn ca vừa đùa dưới luôn. Ngồi à, nói lên như nào ngã. Chị Trang Nâu chào chị. Không muốn ăn gì. Sự à, anh chị chào anh. Chị Trang Nâu chào chị. Chị muốn ăn cái kè chào anh. Quá bị hai cái. Người ta ngồi du lên thế này là Bình Minh 2, 3. Em yêu Bình Minh, yêu đất nước Việt Nam. Đưa đây, đứng gọn rồi con. Gốc đa bò tre đường làng. Em yêu son nhỏ nơi mà em khôn lớn. Yêu những mái trường rộn ra lời ca. Em yêu dòng sông hai bên bờ xanh thắm. Giữa đám mây vàng cò đàn có trăm bay xa. Em yêu Bình Minh, yêu đất nước Việt Nam. Yêu từng gốc đa bò tre đường làng. Em yêu son sở nơi mà em khôn lớn. Con gãy lên, đứng lên gãy. Dồn ra lời ca. Ngồi em gây. Yêu dòng sông hai bên bờ xanh thắm. Dòng nước êm trôi lắng đọng phù sa. Nhưng tối hát gì đi? Bài tập đếm thôi. Bài tập đếm à? Lại bài tập đếm không? Đi. Các bạn chúng vô tay, các bạn chúng vô tay. Các bạn chúng vô tay, các bạn chúng vô tay nào. Một người một là. Chị vô chân đi. Nghe đây. Một người một chị là. Thank you.
trung bình và bông xanh bay giữa trời xanh. Bồ câu ơi, cánh chim hù thương mến. Hải âu ơi, cánh chim bòn trên sông. Cùng bay nào, cùng bay nào. Trái đất chúng cùng bay nào, cùng bay nào. Trái đất chúng ta cùng bay nào, cùng bay nào. Trái đất chúng ta, trái đất này. Như rồi ra hát đi kìa. Thơm năm tô màu tươi sắc, màu da nào, màu da nào, cung quý cung thơm, màu da nào, cung quý cung thơm. Trái đất này là của chúng ta. Bạn trăng đèn tuy khác màu da, bạn yêu ơi chúng ta là hoa quý. Ngày hương thơm năm tô màu tươi sắc, màu da nào, màu cái gì đây? Bài này nó cứ lên nhỉ? Con ăn mỏng lắm. Lấy hai quả xuống đây nha. Như ơi, cắt đi cho bố. Đấy, con cầm đàn con hát đi xem nào. Một cái bạn. Bạn làm sao? Ôi, bố đưa thẻ à, trẻ ra đấy. Bố đưa cái thẻ các nhạc trẻ em ra đây bố. Tí nữa. Đấy, cầm ô hát cho bố xem nào. Một cái bạn đúng vô bạn. Đã cho một bài nè. Một cái bạn đúng. Hát bài tập bến. Chị hát tôi bến đi. Cơ bản muốn vô bạn đã cho một bài nè. Và cơ bản muốn vô bạn đã cho một bài nào, cô bạn cùng ra tay ta đếm cho thật đều chứ.
Ây. 2 x 2 là 4. 4 x 1 là 5. 5 x 5 là 10. Như hỏng hết à. 5 x 5 là 10 hay 5 ngón tay sạch đều 4? 5 ngón tay sạch đều. Các bạn lưu chân lên nào. Nhẹ đấy. Ít dậy ơi. Các bạn lưu chân lên nào. Lưu chân làm gì? Trời ơi. Gần. Trời ơi, gần cái gì? Gần. Thế như thôi bảo em long ngoác gì đây? Em long ngoác. Có nhớ chị không? Bảo đi em long ngoác. Bảo em long ngoác, long ngoác lại dối đây. Đấy, em long ngoác có nhớ chị không? Long ngoác. Bảo đi. Không được không? Em long ngoác có nhớ chị không? Không.